Máy thái thịt EF300 là một giải pháp hiệu quả cho việc thái thịt một cách nhanh chóng với thiết kế nhỏ gọn này, năng suất cao cùng với tính năng linh hoạt. Bên cạnh đó thì máy có độ bền cao cùng với dễ dàng vệ sinh là những yếu tố quan trọng để mẫu máy được rất nhiều khách hàng tin tưởng và sử dụng. Dòng máy thái thịt EF300 là dòng máy chuyên dụng để cắt các loại thịt như là thịt chín này, thịt đông lạnh hoặc là xúc xích, giò chả và nhiều loại thịt khác nữa. Máy có năng suất cao này, đường kính lưỡi dao lớn nên là rất phù hợp cho các nhà hàng, quán ăn, quán phở hoặc là quán nướng. Mẫu máy này thì có đường kính lưỡi dao là 30 phân và có hệ thống motor có công suất là 420W nên là sẽ cho ra năng suất cao và khỏe. Ở đây thì dùng máy là có trọng lượng khoảng tầm là hơn 24kg nhưng mà vẫn có thiết kế nhỏ gọn để anh chị và các bạn có thể dễ dàng để trên mặt bàn để sử dụng. Khách hàng thì có thể điều chỉnh được độ dày của lát cắt ngay ở trên núm vặn ở bên hông máy, và mẫu máy này thì có thể giúp anh chị và các bạn điều chỉnh được lát cắt với độ dày khoảng tầm từ 1.0 đến là 12.0 ly. Với thiết kế lưỡi dao làm bằng chất liệu thép tôi này, có độ cứng cáp cao và sắc cạnh thì giúp anh chị và các bạn có thể là hạn chế hao mòn. Nhưng mà trong một thời gian dài nếu mà chị và các bạn sử dụng thì phần dao này nó cũng sẽ bị mòn đi và anh chị các bạn sẽ phải mài. Thì ở phần phía sau máy nó đã thiết kế cái phần đá mài để giúp anh chị và các bạn có thể mài dao ngay tại nhà. Máy thái thịt EF300 là một lựa chọn lý tưởng cho các hộ gia đình này, các quán ăn nhỏ hoặc là các nhà hàng. Và năng suất của máy thì sẽ phụ thuộc vào tốc độ đẩy bàn đỡ thịt của người vận hành. Mẫu máy thì có cái phần càng giữ thịt chắc chắn ở đây thì khách hàng có thể đặt khối thịt nặng khoảng tầm 3kg lên trên cái phần càng này. Và khuyến đông khuyến cáo khách hàng thì nên cắt khoảng tầm là 30kg thịt trên một ngày, và khách hàng chỉ cắt khoảng tầm là 30 phút sau đó là cho máy nghỉ một chút rồi hãy cắt tiếp thì máy sẽ đảm bảo được tuổi thọ cao hơn. Và mẫu máy này thì chúng tôi đang bán ra thị trường với mức giá dao động khoảng tầm từ 8.200.000 đến là 8.400.000. Nếu chị và các bạn đang quan tâm về mẫu sản phẩm này hoặc là có nhu cầu mua hàng thì có thể bình luận ngay ở phía dưới video. Chúng tôi sẽ hỗ trợ thông tin cho chị và các bạn một cách nhanh nhất và chính xác nhất. Cuối cùng là xin chào và chúc chị và các bạn một ngày mới tốt lành.